Chúng tôi xua xa không trở với mỗi video thông minh tiếp theo nhóm hơi thêm những phần đáy cứ nhóm nồng màu chạy đồng đề cho mỗi nè khởi động pi bọn vì sao đại nhóm bạn từ tua bạn còn lo máu để dập về phải chia bây buồn khai môn mà đây là cái bạn khởi video tí mùi đại nhóm như em pi blockchain nâng phải chỉ bị khai môn hết đại thà ta ở app blockchain cho được thuê club ban thuê DeFi lụa NFT thuê từ đặt staking không pancake swap ấy chỉ đa mình chẳng ngày nít cứ nhóm màu và hai pi little pot đại nhóm từ tua bạn tam pi bây bây bừng khai gần đó món đằng chắc dương từ mơ từ ngọt khi nghe tạm đó mà ok chắc dương mà mơ từ ngọt khi nghe tạm đó đại nhóm đang màu bạc hai lôi để nhóm miến hai lôi nướng cứ chỉ lôi để nhóm chùm này biết là mấy không can sắc xa hoa nhóm cứ nhóm chạy biết là nè phải chỉ lôi xong nhóm khá khá nướng cứ nhóm xong bán hai nhóm vô màu trong riêng đồng cryptocurrency nè tại cryptocurrency thuê khá bản chắc nhóm đặt lôi để lôi investment hoa nhóm cứ mình chạy em thấy nó bên nướng cứ nhóm đặt chúng luôn chỉ lấy bạc đấy cả nâng nhưng anh cần chỉ lấy cái máy bán chúng luôn tầm pelpon bạc và chúng luôn pelpon bạc nâng cứ nhôm nhôm pelpon bán từ với cái là thì mỗi nhôm từ register OpenSea cả nâng cứ nhôm chạm bán cứ OpenSea này gà phi phổ biến nó bây giờ đã luôn nó không Ethereum nâng đôi chỉ thầu cái đôi chỉ đọc gram đọc mua đổi lại hay nâng tại mà đó sắp thứ hai này bạc đồng lại bạc sân trên này cái trong luộc rụp hiệp nó không OpenSea bạc là mấy luộc bán từ này cái tự bóng điên lại chương nguồn 2-60 đô la bạc 60 đô la chiên tầng anh đang viên lang thay chứng đôi chia sầm nam hôm nay nó bên này nhóm đặt lôi chôn nó không em tầm mắt nhóm bên đó cứ nhóm ai màu register không open xin ý đòi không lại phải chịu đọc ram đọc mùi là ai bên này nè ngay chứ nhóm ban thì mới cứ nhóm màu register không open xin thì mùi muốn kiếm màu tầm đó hai bằng to mà tiết bạc cứ nhóm màu nghiệp pancake swap bạc cứ nhóm bên đó nhóm bị chôn lôi phải chịu rồi là phải chịu rồi là nó không pancake swap nó bên đó mà nhóm trang bán mà anh ấy cứ chịu bọn sao không nhôm tạm đó cứ nhôm up mình men chia financial buy đấy mình men ao nè kia lực lượng chất ao nè kia vừa chân đấy còn tại những bọn sao không nhôm cứ nhôm bên nó cứ nhôm mau lên auto kick nếu bên nó nhôm chạm bán cứ nhôm về lôi bị bài nản về lôi bị bài nản bị bài nản mau mau meta mark không nhôm vì pro đầm bay mau staking à pony bán nè kia trong miền lôi nó không meta mark còn nè nó kia như này miền lôi nó không meta mark hay bạn chỉ ai mình chạy tiếp cứ anh này trâu chơi được biệt thạo Binance Smart Chain nè Binance Smart Chain mainnet chắc là bị ad app Binance Smart Chain mainnet này bán cứ sự nghi số thế cứ nè này ai tự sợi mưa nó không internet đó MetaMask này bài biệt MetaMask Binance nè Binance Smart Chain nè cái bài biệt nâng tới hai viên nâng load ở nè cái này như para bài viên viêm pika connect được căn MetaMask này cứ nhập thêm mọi đặt ở cái này mà cho mọi sinh hình nhân tất hay thế này cái cho mọi đặt lấy nhận vượt nít hãy cứ này là kêu mình cho tam niệm cho tam bia tử nhá mình cho tam niệm cứ nhập cái chuyện mọc lấy mê tả mạc con này là khía hãy nhập thêm mọi đặt cái này từ bốn lấy việc toàn miễn bị tạm bài năng smart chain này chứ là mấy bạn bị bài năng smart chain nó lấy này bán cứ này cái chuyện lực custom RPC hay add tam bia tử nhận vượt nem smart chain network new RPC URL copy ở đây đặt màu cái này màu đặt màu ở tới hay là cái chữ là biệt save chẳng cứ này là cái miếng bài nam smart chain mui nó không account mới tầm mắt coi dương hơi chẳng riêng mui tiết bà riêng mui tiết cứ tiện đông tới cho mình cà phê lùi bị bài nam màu bài nam smart chain này bà xem chỉ là cái về rồi biết về comment của bạn đấy cứ này là cái chỗ từ đó wallet nó không bài nam còn này cái hay này cái chữ là biệt withdraw hay cứ này là cái chữ send send tới hay cứ này là cái tới chữ biệt hạ BEP và Binance Smart Chain BEP 20 ấy nữa và Binance Smart Chain cả nhóm Binance Smart Chain ấy đối chiếu BEP 20 này BEP 20 này cứ chiếu token standard on Binance Smart Chain that extend ERC 20 chẳng cứ này cái chiếu là biệt này và BEP 20 là mấy về máu mấy tầm mắt còn này khỉ hay cứ này là cái ai vô biệt BUSD nè và này là cái tính BUSD nó không bài nắn nè cái vế ở đó lôi đi vế free mà chỗ lấy bài nắn nó bên này cái chỗ bà, bài nắn rồi đó cứ này là cái ai tàu swap tàu tàu đô lôi dây ba này cứ nhóm một rạp nè tích cho tôi là exchange lớn này cứ nhóm miên exchange này miên này thay nó có bao nhiêu nhóm nó cứ miên chấm nuôn xôn cho xôn bay B and B nè đây nè cái bàn khơi nhé xôn cho xôn bay B and B hơi nhóm trong đổ vì biển bi mọc bi USD khi nhóm ai sẽ lệch chơi rơi máu viết đôi exchange đôi dương tàu tụ
bị lôi tụp đô lùi đó tụp đô lùi dẫn như sự đến khi nâng chẳng nâng ảnh cứ nhóm ban màu sắc xa tới lời ạ bánh năng tiền pancake swap nhóm ban màu cho màu sắc xa bị pancake swap hay nhóm staking hay chẳng ngay nâng cái nhóm stake đại khi nhóm vô lùi phần nhóm nâng dùng ở staking trong farm chúng ta BUSD chúng mình biến bình này nhóm staking trong đó chẳng sắp ngay nâng cứ nhóm tạp hay chìa mà rối xa tới lá cứ nâng trong BUSD biến bình hay lui để nhóm ban đầu bánh cứ như một nâng một hai này phía tây nhóm ban cùng lại man màu quỳnh vì cả đặt staking đã dùng đặt farm mình này chứ nhóm mà cho calculation nhóm cho lập việc calculation hay nhóm tạo my balance này chuẩn bị my balance tới hay nhóm phía cái này đặt ra là nhóm admin đỏ hay đặt tiền đấy nhóm ban vô à reward hay nhóm nó đỏ hay từ thêm liquidity tiền cho nhóm chuẩn đỏ chỉnh hay nhóm tạo đẹp cái mùi thế này này tổng lấy để nhóm ban đặt cứ một loại sai ra là lá nâng cứ nhóm ban tạo lọc bánh cư một ngay ban xôn chơi xôn trầm bay đô la nâng này ban xôn chơi xôn trầm bay đô la vì sự đặt đâu đôi chìa mình chơi ra đi nhưng đặt lôi mà rối xài trầm đô la cứ ban bánh xôn chơi xôn bay đô la chơi dương mà mưu ta một chân năm dương ban mà chân năm dương ban mà phê buôn đô la mà phê buôn chơi đọc đô la nâng này cứ vì sao mà tao chỉ muốn đọc trầm mũi chơi hà sập bay phía rồi này lôi đại dương mặt đặt chân này thì cần một bia riêng có mình chỉ on đấy đọc trầm mũi chơi hà sập bay phía rồi phía rối trước bà dân chỉ nè khi tự đặt nó không ấy cái nè khi vô lôi nè khi đặt không thì kia là mấy ban tặng vĩnh cò mình ban đọc là mười phía rồi đây nè cho dương mười dương đặt rồi sẽ làm hay nhưng tặng tích anh đang chia năm phía năm cho nên với cứ bia mình phải cọt hai nè phía ban nè API này API này cứ chia nè để được khởi ca ca kẻ ní hay return on investment này nè này chẳng anh đang cò bia nè API include LP reward này chân nhập này anh an document thêm này chân API này bị ắt tiền này p cluster vi lang p cluster vi chỏ nè chân mật ngay có vi mình lang cho đấy không phải nhập về lang cho lang cho riêng clang đấy riêng cron bar đấy lang cho lang cho hay reward đại dương ban đầu bình reward đại dương ban đầu bình vi ao chỉ cake đại cake sắp ngay nít mật cake mà đồng một pay pram đổi là một pay pram chơi buôn rồi một pay buôn đổi là này một pay pram chơi buôn rồi một pay buôn đổi là cứ đồng lại một thịt chứ sắp ngay cứ thịt đại nhóm ban ẩn đại nhóm tụi ăn bị ca thì bón ban xôn chích xôn hai sắp là mùi đại xe mà chỉ mùi nâng mùi chích sai sắp bốn đồ lạ này chẳng vì mình trả năng nào thế còn ta nhưng kết hạ ca sầm rập ca sắc xa nhóm ai là đặt tớ đồng bây riêng vì khá khá tờ này chẳng nhóm trọng trạm tích tạp tớ này là ban là thịt mình mò bị này hay à platform mùi nhẹ chứ mùi là pancake xong như thuê cao dạng này chẳng nhẹp này ai mơ lại đi bán exchange nhôm chuột select currency này nghĩa bị ban off cái exchange này cái exchange cái cặp đồ BNB màu BUSD rồi có token phải dùng nhôm ban đặt ở trong farm cái trong farm BUSD chỉ mới BNB chứ nhôm đặt lại exchange BNB chỉ mới BUSD nhôm chuột được BUSD này BUSD còn bên đấy nhôm thuê ca đồ lùi anh em kia thuê ca đôi nó không anh em đấy nó bên đấy dùng đồ lùi tới cứ nhập về ăn khơi cái này liquidity provider fee liquidity provider này cứ chỉ nhôm đại nhôm ban đặt farming ok này, chẳng nhôm ban lôi mà với cứ zone cho trang biển bỉ hay không à đồng lãi nó cứ dương chạy chỉ muốn mẹ đại quạt đo pro đo liquidity provider thằng off này, anh ấy dương tập đằng lại này, chẳng dương chạy kia rồi cái gì, hả, chẳng dương ai nhôm cái đằng này phải ai đằng ấy viết với cả ở copy to hàng đô lôi như thường chẳng, nó bây giờ hàng đô lôi quạt đô lôi dương quạt bán dương quạt bán ở sài gòn cam ở bình này anh đang viết sự biến khi nâng chân này viết đôi khi mình tên này chân nẹp lên nhóm coi nẹp kia nhưng cái này nẹp kia ai đứng thấy thật ta à ca farming à ca đặt ở vị ấy trên nâng vừa thuê ca chẳng nào đấy cho những đứng cái này nâng mùi cho những bạn thuê ca nó không pancake swap nhưng bạn đặt liquidity nó không pancake swap nâng hay mùi tiết cứ nẹp này ai mà sức xa nó không ép bọt nít cứ nhóm pra vị trai mình tên cứ nhóm đặt rồi bên đấy nè phía đăng public key coi là game mình nè cái này ai sử dụng là ta một cô nâng miên lôi màn anh nâng cứ chia decentralized vì là o trong đằng transparency bạch chạm bạch vô một cô nâng tàu chạp tàu đặt cái này đầm bay xoay xua thật nè phía miên lôi màn này cứ nè phía miên tài public address mũi cứ nè ai mọc đằng mỏng ta một cô nâng miên lôi màn miên này khá hay chẳng á chân cứ nè phía ai đang làm này nâng này hơi nhóm ba mọt mọc pancake swap này nó không ở trên chúng ta BNB bài năng smart chain hơi xâm rập matic nhóm có bán thuê ca tờ lưu matic phong đáy nhóm có việc nhóm có miền đặt nó không ở kéo thạc DeFi hay liquidity provider đấy nhóm mà đặt đấy
nhóm bà hai này kia cái nhóm chơi bị matic menet bà matic menet cứ nẹp cái nằng khơi tay nhóm pha mi class thằng này nhóm chơi là lp mining bà lp mining đại sập thằng này cứ nhóm đặt ethereum cho mình là usdc nhóm đòi liquidity provider ethereum cho mình là usdc đại nhóm ba này bán phí do phí is zone đô la không một ngày nên ngày hay lôi để nhóm bạn đã nó có mình trai em đại bạn đặt đôi chim rồi lại thì nên ngày hay rep nhóm cái nhóm bạn à phi muối hay nhóm bạn chỉ quick quick này chỉ token for quick swap nên tại mà đòn đại này cái ai an cái reward này reward bộ phí cái nhóm một năm nhóm bạn một pay chơi học sắp làm bay phi rồi nè chứ nhóm bạn rồi mình hay nhóm bạn đặt đôi chỉ cao tầm bốn là nó không à cái thì phải đợi này hơi tôi nhìn nhóm bạn tay này gặp ai gặp thế nó thà nick cứ chưa nọ financial để vay hơi nè khá bạc quạt nộp về để quạt vô lôi để quạt cùng cùng để gặp đã không nên làm bay trong bàn cùng lấy cái bùa anh đang cứ ở sau này nó bằng màn rồi platform thì anh đang có bia mình men là o tầng o đây đôi đại nhóm bật thì sao đặt các loại nhóm mới cứ nhóm bàn đã cho platform như vậy chúng ta iron finance này nè Iron Finance nè vừa bên nhóm đặt đôi à quick swap cho mình pancake swap đằng này còn tái ban hai chia ở ban là tết phong à coin for Iron Finance nè bạc trường nhầm lòng chống nhóm binh đừng chơi nhận toàn binh đừng off lùi anh đứng cứ chỉ rương môi đại nè Petro risky phong đấy nó bị đấm tiền nắng hơi trong pool nó bị nhóm đặt liquidity provider cứ nhung đặt tài à step bỏ khoan cứ gặp khoan nhà mình làm lấy riêng còn bài à step bỏ ra cụ thể đôi chỉ BUSD USDC chụp bây giờ vì ở ban API cho anh có phần mềm cái đấy còn tại dương sủa tha vì ở đồng lấy vì ở bật mà số này chẳng á chẳng cứ này là cái đó liquidity từ lời à khoan này là o thì nó thằng tử anh đang biết o đây nè chẳng như mà bà hai nha kia mua chiếc ông pi quân bị bật phong à các đó liquidity provider chứ mua những ca hole dương con đặt tinh còn theo dương tinh Ethereum tục từ tê dương bạch chạm bạch vô vi một đạn nó không liquidity provider dương bạch vô vi một stake ta vi min quân sùng bạch ấy khác quân bị bạch ấy khác như này chứ sùng rập à ca đặt liquidity provider à dương đặt Ethereum USDC bằng niệm ta vi min đó họ là cõi khác cứ vi đó họ cõi cứ impermanent loss calculator chứng hôm nay nó ở nhà cái màu riêng calculator luôn anh của bạn đấy này cái này và cứ nhà cái ai đặt thì mỗi cái nhà cái đặt tha coin A của thì họ là token A phần nhóm cứ đồng lại bây rồi là nhé hay token B phần nhóm đồng lại và phải là hơi sập ngay đấy à token A phần nhóm này vì token A đại future price nên thằng nào cốt đất rồi có sập ngay này này cứ việc đã sập pi rồi hạ sập hay anh ấy nó sập mà nó sập đọc là nè chứng cứ này là cái ai khi impermanent loss point này cái cứ bay cho đọc làm bay phải rồi chứng minh này ha cứ này cái ai ăn rồi này if 500 of token A and 500 of token B were held you have mua cho học sầm per token A hay chỉ mình một phần token B value cứ niệm phần này hay mua tiếp bản thân cho nên cái đại liquidity provider cứ này cái nó sập lôi tầm phần này mỗi rồi sao được ra lại chân cứ này phải ai mà sực xa tiếp theo nó lại bản đấy mà sực xa lại này chân sập ngay nên nó về đại tính nhá cứ không lại môi riêng mình chỉ thay na đấy hay nhôm tại chỉ môi đừng khoai phải nhôm BUSD chân còn bây mình bắt bằng cái này chân nhưng mà gặp lại nhìn tích và hàng thì impermanent loss nên tích sầm đập nè đại quạt miên hàng bậc hàng lụt đô lôi và đô lối quạt có chuyện đang à impermanent loss bia dạng này chân cùng ao mưa anh ấy và cứ nhung màu và hai này cứ nhung màu dây ở này cứ nghi yếu chương người biết ta ngày nào mỗi cứ này là bật tốt đô lùi nên ngày hơi mua đô la mà được 4 pound riel á em mua là giống mà 4 pound riel chương nên là cái nó không hang còn là miên lùi đô la mua đô la hay chỉ buồn lùi máy 4 pound riel nó không hang còn này là cái hơi sắp tài là nghĩ năng ngày miên kê mà đô lùi này cái đô lùi mua đô la ngày chương còn đô tài 50 เซนนี่นะ50 เซนนะนั่นหมายถึงគាត់ដូរតែ 50 เซนนี่អញ្ចឹងអ្នកគ្នានៅសល់លុយដុល្លារ 0.5 ឬក៏ 50 เซนពីព្រោះ100 เซนស្មើមួយដុល្លារអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្នានៅសល់លុយផងអ្នកគ្នា 50 เซនហើយបានលុយខ្មែរឲ្យវិញបានប្រាំ 6,000 រៀលណាបាន 6,000 រៀលអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្នានៅតូបផងអ្នកគ្នាមានលុយប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនៅមាន 50 เซនជាមួយ 6,000 រៀលស្រាប់តែស្អីបាទស្អីអាលុយដុល្លារផងយើងហ្នឹងឡុយដុល្លារមានឡើង
bị bùn bón lên đó với bón rìa chứng minh này tha cứ nên là cái bờ sân trên này cái này hồ à lùi là con này là cái này mình là nè kia bạc bóng lùi vậy vì bụi ấy vì bụi bờ sân trên này kia tục à mà là nó ọt đôi kia cứ nên là cái này đừng chuyển nền nơi thay sạch dù lần cứ nên là cái thay sạch cứ nên là cái mà là nè cái bán đô bán bằng bấy bón rìa tôi ngủ vĩnh cứ nên là cái bán đô ấy kia hay hay nè cái nó sao là 20 cent tí chứng nè cái bán bấy bón này cứ nên là cái bán bùn bón rìa hay lui khmai này là cái này ọt cần ọt cần là cái nó sao của mùi bón rìa tại đây rồi đó chứ cái này cái khác nè chứ này cái khác và sân trên này cái tinh lôi là tập tụ tê tê cứ ấy này cái lăn lấy này cái chuyện này nè rồi là chứ cái này cái đăng cái này đăng phong bài rồi yul bị impermanent loss nè chứ này là quạt bạc hàng đô lối quạt bạc đăng ở đăng chụp ảnh mình tên hơi sầm rập à chuyện này mà vĩnh vì chuyện này trong nhà cái à bộ ở này à đi sân rồi exchange vì chuyện này trong nhà trong tháng vì phải tạo reward ở dương, rồi mình cáp lập đồ nâng dương mà anh ở trên đây nhỉ, cả cáp lập nâng ấy, dương trên đây nhà sẽ vá nâng ấy, chứng tụ lụ tụ bậc hàng đô lối của quận chân đài quận trên đây à sẽ vá nâng, quận trên đây sẽ vá, phải chỉ xôn chuyện mùi bị rơi được cả mùi bị rơi được cả pi bị rơi tam phải quạt cầm nọt tờ, chứng cái này chưa cái này trên đây, chứng cái tha video này đôi mà đó tìm chọn hay nhưng sự không tha này cái này ai dù đang khá khá là bạc, nhưng prape bây bùng khai đấy không ca sực xa bị ví hơi và dân trên này mình chúng ngơ được là xu trong xu tiếp nhận này xu nó comment hàng cao tầng ngày chân chúc nên video cao cao chuyện là các bạn.